Xin chào quý bà con, cô bác, các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay đi ra vườn quay lòng vòng cho các bạn xem hôm nay được cái gì rồi ha. Đó, ở dưới thì cherry bây giờ nó thêm ký cho cái cây các bạn. Nó thêm độ nặng cho cái cây, đó là nó ra trái. Nó ra trái cũng triểu, triểu cây á nha. Đó, bên này thì mấy cây mận nè, mình chưa kiểm tra không biết có nhiều trái không. Mà cherry là vô số kể luôn các bạn. Chỗ kê nước chảy róc rách kìa. Đó, buổi sáng sớm thì chim á, nó tới nó hót một buổi khoảng nửa tiếng sau rồi nó bỏ đi rồi. Đó, ở dưới thì vàng nho nè, đó vàng nho đó các bạn. Rồi rất là nhiều loại cây ăn trái ở dưới đó. Từ từ rồi nó ra trái thì mình sẽ khám phá tất cả mùi vị cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ thì ở vườn ấy nó hơi lạnh chút xíu nữa mình sẽ đi ra ngoài mình hái ít xà lách, rồi mình quay những cái cây trái nào mà mình chưa quay á, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, hôm nay trời hanh, gió mát nhưng mà không có chút nắng. Đó, không biết chút nữa có nắng không ha. Mới có một ngày qua nè các bạn, nhìn xà lách nó lên tốt dễ sợ chưa. Đó, đẹp quá ha. Bẻ mấy miếng được không? Cái này mẹ trồng thưa ra tí á. Nhìn cái cây nó bự nó mới đẹp. Bẻ mấy miếng tí ha, vô ăn với thịt kho ha. Nhìn ngon quá. Kiếm chứ thôi nó già rất là uổng các bạn. Mình ngắt mấy ngày sau cái nó lên đầy tràn cái thùng này, tha hồ mà ăn. Để mình cấy ra cái vùng đất mà mới đó, mình sẽ trồng rộng ra, trồng thưa ra đó, nó dễ hái hơn. Wow, này ngày mai tha hồ mà ăn ha. Mình đang ngồi các bạn, mình ngồi trên cái thùng xong mình hái ít rau sống, ít hẹ mà ở dưới kia kìa nhiều lắm hả. Tưới xong rồi anh đó, anh xã của mình thì bây giờ kéo dây cho mình cái dây nước mà bây giờ mình kéo rất là nặng, mình đâu có kéo nổi đâu. Anh xã anh kéo giúp mình luôn, kéo qua đây để tưới nước. Trồng cây xong á, mình thích nhất là mà đứng tưới cây các bạn, cảm giác nó giống như là nó hoàn thành xong rồi đó. Gấp dây à. Hái cái này hái bằng tay á, nó mới đã chứ có bao tay nó khó hái. Đó, sơ sơ là có được rổ xà lách ăn rồi. Xà lách tím. Xà lách này gọi là xà lách san hô tím. Hẹ thì mình ngắt bớt đi để cho nó lên cái mới. Hẹ này vô chiên trứng ăn là hết sảy các bạn. Chiên trứng mê lắm. Mình đi nhỏ nó thích lắm. Cắt khúc nhỏ nhỏ rồi đánh với trứng rồi nè. Chiên hoặc là nấu canh tàu hũ á. Đây có trái ớt hái nè, hái nữa nha.
Wow, hôm nay thu hoạch được cái gì đó thu. Đây, hái luôn nha. Ớt cũng ngon quá các bạn. Hái ớt này mình phải hái để cho nó mau lớn ha, để cho nó chuẩn bị nó nứt lên cái nhánh mới. Đó, hôm nay thu hoạch được hai trái ớt mớ hẹ. Ôi, bên này cũng có một ít xà lách tím mà lọt. Cái này là tím đậm nè các bạn. Màu này tím đậm. Màu này ăn nó giòn. Cái vị nó đậm đà hơn. Nó hơi nhẫn nhẫn. Cái này xà lách cuộn nè. Cái gì con? Ba ở ngoài kho đó. Ba ở ngoài kho. Cái này mình trồng thưa, các bạn thấy nó bự không? Thôi hái đủ ăn thôi à. Đó. Cái này đủ nhà mình ăn rổ rau sống rồi đó. Còn ở dưới cây rau húng, rau thơm rồi quá chừng dưới. Thêm mấy cái bông xà lách nữa, đẹp chưa? Kết quả trồng bây giờ cũng đã có dưa leo, nó đang trổ bông này. Nó trổ bông đó. Trời lạnh ngắt à. Trời ấm một cái là nó phát triển rất là nhanh. Mấy hôm nay mấy cái bông cải này nhìn đẹp ha. Còn đây chậu xà lách nè. Xà lách này thì cũng hái vài nhánh cho vui đi ha. Hái cho nó nứt lên cái mới. Thì mới cơn mưa xuống đó, cái xà lách nó chuẩn bị nó vươn lên. Mình hái mấy cái già này đi. Cái già chứ mình thấy cũng non lắm á, đem đi nhà ăn. Wow. Đó, quay lại mấy cái xà lách mà mình đang ươm nè. Mới ngày hôm qua hôm kia đây mà giờ nó tốt. Nó chặt luôn cả cái thùng này luôn. Cái này làm cần tàu, cắt ra xào thịt bò hay là xào mực á, ngon bá cháy các bạn. Đó, mau lớn ha, chuẩn bị tách ra rồi cấy ra cả vườn luôn á. Đó các bạn, trời mưa Việt Quốc á. Mưa, những cái hột mưa nó đánh xuống cái bông Việt Quốc nó rụng hết trơn. Biết có khả năng đậu trái giống như vậy không? Đó, bây giờ nó chuẩn bị nó đậu trái hết trơn á. Trời chiều tối tối rồi. Việt Quốc ở Mỹ á, nhìn thấy mê không các bạn? Ô, cái cây này nó đậu hết trơn rồi các bạn. Wow, kết quả trồng thiệt là ngạc nhiên. Nó đậu hết rồi, đây nữa nè. Trái xanh này chua lắm nha. Nó chua mà nó có một chút xíu mùi dầu bạc hà ở trong á. Wow, nó đậu hết rồi, thấy cân chưa? Đã quá các bạn, bên này nữa nè. Cách đây mấy bữa mình quay cho các bạn là nó còn hoa, bây giờ nó đậu trái. Tuyệt vời ha. Đó, trái đẹp lắm, gọn gàng. Chín nó màu tím. Tuyệt vời. Nguyên cả dãy này xứng đáng 4 cây. Mình mua mỗi cây là 30 đô hay 39 đô ha. Mỗi cây nhiều quên mất tiêu. Mỗi cây chắc 30 đô đó. Mua 4 cây. 3 x 4 12. Kế tiếp đây là các bạn còn nhớ cây gì không? Đây là cây sơn trà. Cây sơn trà nè. Đó, nó nở bông rất là lâu, nó nở 2 3 tháng gì. Từ tháng 4 tới tháng 6 mà nó chưa tàn bông. Cái cây này mắc tiền lắm nha các bạn. Cái trái của nó người ta bán mắc lắm. Mà người ta lại ít bán, tại ít có ai biết ăn. Nếu mà bán thì bán rất là cao giá. Mà nó chín mà nó phải rục rục kia, ăn nó mới ngon. Nè, năm này nó sai, cực kỳ là sai luôn. Nè, bên này nữa nè. Đây là những cái trái cũ hồi năm ngoái á, mà mùa đông mình không có thu đó. Giờ nó khô luôn, cái hột này mình ươm nó cũng lên đó. Đó, cây sơn trà. Nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi. Bây giờ chắc mình trồng cây sơn trà này xuống đất luôn. Còn đây là những bụi hẹ năm trước mình trồng á, mà
ra đây mình cắt mình ăn bao nhiêu lần rồi mà bây giờ nó trổ bông nữa các bạn. Bông hẹ xào cũng rất ngon. Nè, nè, các bạn hỏi, ồ chị ơi chia sẻ cách làm sao mà trồng hẹ nó nở ra một đống như vậy, còn em trồng hẹ sau 10 năm nó vẫn nguyên như vậy, nó không có lên là sao? Thì mình trồng phải trồng đất xốp nha các bạn, đất rất là xốp, đừng có đất cứng. Đất xốp nhưng mà trộn phân bò rồi phân organic về rau củ quả đó. Càng xốp thì hẹ nó càng nhảy con ra nhiều ha. Kế tiếp là đây là cây hạt dẻ. Cây hạt dẻ nè, bây giờ nó đang ra bông. Đó, thì lên khu vườn này rồi thì không có còn trồng chật chội nữa. Đúng là năm ngoái mình cắt cành á, năm này nó tỉa nó ra rất là nhiều bông của hạt dẻ nha. Cái này là hạt dẻ mà có gai. Nó gai xung quanh cái trái giống như trái cà ri vậy đó. Còn cái hạt dẻ kia thì gọi là hạt dẻ đầu bếp, nó có cái mũ đội lên đầu, thấy thương không? Wow, hạt dẻ này mùa thu mình hay thu lắm. Hạt dẻ này ngon, mình thích hạt dẻ này lắm. Còn đây là cây táo tàu. Cây táo tàu mà mình tưởng đâu mùa đông vừa rồi nó không còn nữa mà bây giờ nó nứt lên, nứt lên những nhánh mới. Hy vọng là ít bữa nữa mình bón ít phân để cho nó ra trái cho năm nay ha. Đó, trồng mấy năm rồi mà chưa được ăn trái, năm ngoái ra được mấy chục trái, sóc nó tới ăn hết trơn. Giờ đang nứt chồi, chồi xuân. Còn đây là cây táo màu pin của mình. Nè, giờ nó ra trái này, thấy thương không? Ra nhiều trái cực kỳ luôn. Đó. Gà cho nó áo không mắt. Quá chừng trái. Táo ghép, táo đôi gì bây giờ nó ra. Công nhận năm này á, táo nó trúng mùa các bạn ơi. Chỗ nào cũng có táo. Còn đây là cây đông trùng hạ thảo, năm ngoái mình trồng á, năm này mình xem mình tém lên thử có cái củ nào chưa. Mình xem mình cậy thì thấy cái củ không? Thấy củ nào? Đây nè, củ đông trùng hạ thảo nè các bạn. Đó, trồng một năm rồi đó, cái củ nó được chừng này nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đông trùng hạ thảo. Nghe cái nói phải mấy năm thì mới thu, mà ăn củ non cũng được. Đó, bỏ nó xuống, nhiều củ lắm đó. Wow, củ ở dưới á, nhiều lắm. Thôi, đợi khi nào nó lớn lớn, củ lớn lớn cái mình thu nha. Giờ nó chen lẫn cái bồ công anh vô trong này. Đó, đông trùng hạ thảo đó. Năm này chỉ có cái cây đào ghép nè các bạn. Cây này là cây đào ghép với cây lê. Nó ra trái nè, đó, trên này ra trái nè. Rồi trên kia ra trái nè. Đó, ra được mấy trái. Rồi đây nữa nè, đây nó ra cái trái gì đây nè. Trái này trái gì vậy ta? Trái đào. Wow, nhìn đẹp quá. Nâng niu thôi, không dám đụng. Trái đào, tuyệt vời. Rồi, nhẹ nhàng. Thương ha. Còn năm này thì nho chuỗi ngọc khỏi phải nói nha các bạn. Nó trúng mùa, nó ra trái. Từ chuỗi ngọc đen, chuỗi ngọc trắng, chuỗi ngọc vàng, chuỗi ngọc đỏ. Tất cả đều ra trái chôm. Nhìn thấy thương lắm. Này, năm nào nó trúng mùa là nó ra. Đó. Này, chuỗi ngọc trắng. Chuỗi ngọc đỏ, chuỗi ngọc đen. Mình thích nhất là chuỗi ngọc trắng và chuỗi ngọc đỏ. Đây, vườn hoa của ông chủ nè. Ông chủ cũ rồi các bạn. Ông trồng cái hoa này là hoa gì mà nó tím. Nó tím mà nhìn nó dày vậy ha. Nhìn cái hoa nó dày, thiệt dày vậy đó. Đó. Như cái bụi hoa tulip vậy mà nó lên màu tím. Nhìn cũng đẹp quá hả. Chỗ này thì cả vườn luôn. Chỗ này nó ngóc lên cả vườn luôn. Nhưng mà tương lai thì mình sẽ nhổ sạch hoa chỗ này. Tại vì mình thích cây ăn trái. Cho nên mình sẽ thay thế chỗ này là măng tây. Thì mình trồng măng tây mình còn bẻ mình ăn được. Còn hoa thì mình sẽ dồn hết vô một cái chậu để mình trồng nguyên dãy ha. Còn cái khu vực chỗ này là thích hợp cho măng tây. Đó. Thì mình sẽ bứng sạch hết. Mình trồng măng tây nha.
rất là đẹp luôn. Thôi mình đi lên nhà, mình sẽ lên trên lầu, mình đứng xuống, mình quay bây giờ xem cho bây giờ khu vườn nó xanh tươi thế nào ha. Là những cái tầng dâu tây mà vừa rồi mình trồng nè, bây giờ nó ra trái hết trơn các bạn, tầng 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 mãi lên tới trên kia đó. Ý bữa nữa chỉ cần đứng đây thôi, lấy cái rổ hứng, dâu tây nó sẽ đổ xuống cái bức tường này. Bây giờ các bạn xem cái trái này là bự nhất nè. Wow, không ngờ không ngờ. Chà, hello, trái dâu tây bự nhất vườn nè, bây giờ nè. Đó, chưa gì nó đã bự rồi ha. Thấy cưng quá nè, rất là nhiều dâu tây. Dâu tây ở vườn khỏi phải nói, nó nhiều vô số kể luôn. Năm này chắc hái gãy rổ các bạn. Đây nè, wow, mấy cái trái bự chưa. Thì hôm nay mình đi trồng vườn rồi sẵn mình quay lại cho các bạn xem những cái bụi dâu tây á. Hôm nay nó tới đâu rồi? Thì khoảng giữa tháng 6, mấy năm là cuối tháng 5 là mình được hái rồi á. Tại ở dưới thành phố đó, nó ấm áp hơn, ở trên này thì nó lạnh hơn ha. Quá chừng chà. Có cỏ thì nhổ đi ha. Coi, chăm sóc làm sao mà bây giờ nó ra trái quá chừng quá đó. Đó, tha hồ mà ăn ha. Nè nè nè, chặt luôn cả cây luôn, khỏi phải nói gì hết trơn. Đầy dãy luôn. Năm ngoái ở dưới thành phố đó, chuột nhiều lắm. Mình bẫy chuột. Đó, mình bẫy chuột. Lên trên này thì chuột nó nhỏ tí, còn dưới thành phố chuột nó bự bằng cái bắp chân đó các bạn. Đó, khu vực dâu tây của mình. Những cái cây mâm xôi mình mong cho được một trái chua để mình ăn á, mà chưa thấy. Mà bây giờ xung quanh rừng có mâm xôi màu nha các bạn. Mâm xôi màu trắng, màu đỏ, màu vàng á, nó đang ra trái non để bữa ra rừng hái. Chỗ kia anh xã của mình đang cưa cái cây bự rồi các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình xin kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn xem video, các bạn yêu thích kênh của Vinh Nguyễn thì cuộc sống Mỹ, sắp tới thì mình sẽ hái rất là nhiều táo này các bạn. Nè, táo này nó ra trĩu quả luôn. Thì các bạn nhớ ủng hộ, đăng ký, bấm nút like, ủng hộ kênh mình với nha. Để mình có rất là nhiều động lực để mình ra nhiều video gửi đến cho các bạn xem. Wow, mấy trái táo nó mau lớn cực kỳ. Chúc các bạn và quý bà con cô bác một ngày thiệt là nhiều hạnh phúc và vui vẻ khi xem video thư giãn, thoải mái ở trong vườn thần tiên Vinh Nguyễn thì cuộc sống Mỹ nha. Thôi, bây giờ mình xin tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn thiệt đây.